Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn Java cơ bản của Blockstar Đi Xe, mình là Việt. Ở bài hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu trúc lệnh for. Cấu trúc lệnh for là một cấu trúc lệnh sử dụng lệnh lặp rất phổ biến ở trong ngôn ngữ lập trình, không chỉ cho Java mà rất nhiều ngôn ngữ khác. For và while thì chúng ta sử dụng rất nhiều. Thì ở bài này thì mình đã tạo sẵn cái class, một cái class là for demo như này. Thì như tôi đã giải thích với các bạn ở bài trước thì chúng ta để dễ hiểu, để dễ theo dõi, chúng ta đặt các cái cấu trúc lệnh, các cái tên 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 của class. Class là tên cấu trúc và cái hậu tố là demo thì như này, và phương thức main như này. Thì bây giờ chúng ta có khai báo một cái cấu trúc lệnh for đơn giản như này thôi: int i bằng 0 chấm phẩy, i nhỏ thua 10 chấm phẩy, i cộng cộng như này. Chúng ta thực hiện cái lệnh là system.out.print ví dụ như này, rất đơn giản. Thì đây là cấu trúc lệnh 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 for cơ bản. Thì các bạn sẽ thấy đây, tôi sẽ giải thích cái cấu trúc lệnh for này. Thì đầu tiên cái cấu trúc khai báo for nó sẽ có hai hai thành ba thành phần. Đầu tiên là cấu từ khóa for, phần thứ hai là phần bước khởi tạo, kiểm tra lệnh và lệnh thực hiện tiếp theo như nào, và phần thứ ba là cái khối lệnh mà lệnh for nó, cái của cấu trúc for này sẽ thực hiện. Thì thông thường như tôi đã thích các phần trước thì mọi cấu trúc lệnh thì các bạn nên đặt bằng một dấu móc móc nhọn như này. Dù nó một lệnh thì các bạn cũng nên đặt trong dấu móc móc nhọn móc nhọn như này. Thì đây là cái phần thân của lệnh for, từ khóa for, và bên trong là các cái lệnh, là đầu tiên là lệnh khởi tạo. Tức chúng ta có lệnh khởi tạo ở đây. Tiếp đến là một cái lệnh kiểm tra điều kiện để nó dừng lại. Các bạn nếu mà thiếu cái cấu trúc lệnh này và các bạn có lệnh tăng ở đây thì nó sẽ lặp đến vô hạn. Và tiếp đến là cái cấu trúc lệnh sau khi thực hiện cái khối lệnh thì nó sẽ làm việc gì đấy. Thì đây chúng ta thực hiện cái việc tăng. Thì y cộng cộng có nghĩa là sử dụng y trước và tăng y sau. Đấy là cái ý nghĩa. Thì ở đây chúng ta khai báo bằng biến y, biến 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 nguyên, và kiểm tra điều kiện là y nhỏ hơn 10. Nhỏ hơn 10 thì có nghĩa là cái lệnh này sẽ dừng lại khi nào? Đấy là khi y bằng 9, à y bằng 10. Y bằng 10 thì nó kiểm tra giá trị này sai và nó dừng lại, nó không in ra. Thế thì nó sẽ in ra đến giá trị y bằng 9 mà thôi. Thì ví dụ như đây các bạn chạy, các bạn sẽ thấy ví dụ như này thì nó sẽ in ra các giá trị từ 0 đến 9. Đây các bạn sẽ thấy. Thì bởi vì là chúng ta thực hiện y từ 0 đến nhỏ hơn 10, nhỏ hơn 10 nghĩa là 9. Thì đây là cái ý nghĩa. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái cấu trúc lệnh lệnh for, chúng ta có cái lệnh khởi tạo ở đây, lệnh khởi tạo ở đây. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là tôi khai báo y ở bên trong cái vòng for này. Thì nếu như thế thì nó sẽ có một vấn đề, đấy là các bạn chú ý nhé, system.out.print ví dụ như outer. Nếu mà các bạn viết như này chẳng hạn thì ngay lập tức nó sẽ báo lỗi. Lỗi đây là vì cái gì? Đấy là vì khi mà chúng ta sử dụng y ở đây thì có nghĩa là chúng ta đã sử dụng y ở bên trong thân vòng lặp của for, vì thế mà cái phạm vi biến của y nó chỉ nằm trong cấu trúc for mà thôi. Kết thúc cái dấu ra khỏi ngoài cái dấu móc nhọn này thì nó không biết y là cái gì cả. Thì vì thế mà có một cách nữa, đấy là chúng ta khai báo y ở ngoài là y như này. Thì đấy là tùy thuộc vào trường hợp mà các bạn sử dụng, muốn sử dụng cái biến hay không thì đấy là tùy thuộc các bạn. Ví dụ chúng ta khai báo y như này thì đây là cái cách sử dụng. Chúng ta chạy. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nó sẽ in ra giá trị là từ 0 đến 9 cho vòng lặp for, và giá trị 10. 10 là vì sao? Bởi vì ở đây thực hiện nó trước khi nó bằng 9 thì nó là tăng lên thành 10, và khi kiểm tra bằng 10 thì nó không thực hiện cái gì, và khi thoát khỏi vòng lặp này thì nó vẫn mang giá trị là 10. Thì các bạn chú ý đây là cái cấu trúc lệnh for cơ bản. Thì như mình đã nói, nếu mà các bạn thiếu cấu trúc lệnh kiểm tra để nó dừng lại như này thì trong trường hợp này, nếu chúng ta thiếu thì nó sẽ trường hợp này là lặp vô hạn, bởi vì nó cứ tăng tăng mãi tăng mãi tăng mãi. Và trường hợp nếu mà chúng ta cũng khuyết thiếu cái lệnh tăng này thì nó cũng sẽ lặp đến vô hạn, bởi vì y luôn luôn bằng giá trị không. Thì đây các bạn sẽ tôi sẽ thực hiện chạy, các bạn sẽ thấy. Thì bây giờ tôi sẽ xóa cái cấu trúc này đi, cấu trúc y cộng cộng này đi, và tôi chạy. Chạy thì các bạn sẽ thấy nó sẽ lặp vô hạn. Đây các bạn sẽ thấy nó luôn luôn chạy, 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 chạy.
Thì bởi vì là ở đây chúng ta không có cái lệnh để nó dừng, để lệnh để tăng y lên và để cho cái biểu thức boolean này kiểm tra lệnh này nó sai để nó dừng lại. Thì như vậy là cái việc chúng ta phải tăng ở đây. Đấy là một 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 trường hợp tương tự như thế, thì các bạn tự xóa này các bạn để chạy. À, phần tiếp theo này ví dụ như tôi khai báo giá trị không ở đây, thì khi mà chúng tôi có như này thì tôi có thể bỏ cái này đi. Tôi cấu trúc lệnh như này thì khởi tạo của nó chạy như nào thì đây các bạn sẽ thấy run s thì nó vẫn tương tự như thế, bởi vì cái giá trị của y được khởi tạo bên ngoài. Cấu trúc lệnh này có thể khuyết thiếu, và như thế là các bạn sẽ thấy bên trong cái phần khai báo của for nó sẽ có 3 thành phần: khởi tạo, kiểm tra điều kiện để dừng lại, và lệnh thực hiện tiếp theo sau khi mà vòng lặp kết thúc. Một vòng lặp kết thúc thì bây giờ nếu mà các bạn bỏ giá trị không này đi thì các bạn chạy thử các bạn sẽ báo như nào. Thì ở đây nó sẽ báo lỗi là biến y là biến nội cục bộ, tức là local variable ấy. Thì như mình đã giải thích các bạn ở phần trước, thì ở bài thứ mấy thì mình không nhớ, nhưng mà bài trước thì các biến cục bộ các bạn cần phải khai báo giá trị, khởi tạo giá trị cho nó. Nếu các bạn không khởi tạo giá trị thì ngay lập tức nó sẽ báo lỗi. Đấy là về 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 những cái phần cơ bản. Ngoài ra các bạn có thể khai báo cái lệnh tăng giá trị của y đây sẽ bằng tăng 2 chẳng hạn. Thì các bạn nếu các bạn muốn, ví dụ các bạn chạy thì nó sẽ không in ra cái giá trị từ 1 đến 9 mà nó sẽ in ra các số chẵn 0, 2, 4, 6, 8 đây chẳng hạn. Thì là về về cái cách chúng ta thực hiện, thì tùy thuộc vào cái bài toán các bạn, tùy thuộc vào trường hợp các bạn sử dụng mà chúng ta sử dụng những cái vòng for này một cách uyển chuyển về cái cấu trúc lệnh tăng, về cấu trúc kiểm tra điều kiện dừng lại. Thông thường vòng for kiểm tra điều kiện dừng lại nó rất hay sử dụng cho cái trường hợp đấy là trường hợp màng, tức là màng tức là cái không vượt qua cái chiều dài của màng hạn array length, hoặc là ví dụ như string chẳng hạn, tức là cái chiều dài của sâu chuỗi thì luôn luôn nhỏ hơn chiều dài của sâu chuỗi, bởi vì chuỗi và màng trong Java nó bắt đầu số 0 thì cái phần tử cuối cùng là phần tử chiều dài của màng trừ đi 1, thì vì thế nó không bao giờ bằng. Nếu các bạn mà đặt dấu bằng ở đây thì ngay lập tức nó sẽ sinh ra một cái lỗi là out index, thì cái lỗi đấy là rất hay gặp cho string và array, thì các bạn chú ý. Thì đấy là toàn bộ về cái cấu trúc phần cơ bản của lệnh lệnh for trong Java. Hy vọng là các bạn sẽ hiểu thêm về cấu trúc lệnh của for của Java. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài hướng dẫn tiếp theo.